hết anh em phải chuyển được những cái thế tay học âm cho nó quen rồi đã, cho cái nhịp nó đều rồi đã. Sau đó chúng ta mới nói đến chuyện tập điệu bolero. Điệu bolero thì chúng ta nhớ biết lời rất là dễ thôi. Bass 3 2 1 chết bung chết. Chuyện không âm nhanh thế không ạ? Tình thấm môi đông, điệp dài lưu luyến, nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước theo chồng. Em sang ngang rồi trôn kỷ niệm vào dị vàng, hôn lên tóc mềm lê sầu. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập luôn, chỉ có 4 cái hợp âm. Khá là đơn giản nha, chúng ta lượm bỏ vô túi. Cái khi mà chúng ta gặp bạn bè mình lấy cái bài này ra đánh luôn. Những cái thông thả tập chậm nhịp bass 3 1 2 3 rồi chuyển lên. Đó nhịp bass liền của hợp âm tiếp theo. Tập như vậy á, cách tập là như vậy á. Khi đơn sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Chúng ta cùng lấy đèn ra tập luôn nha. Là ngón ở ngăn số 5, là ngón trỏ 6, 7, 8. Và chúng ta chỉ đánh dây 1, dây 2 thôi. Ví dụ như dây 2 ở ngăn số 8 thì chúng ta đánh ngón út. Không có chạy ngón lung tung nè mọi người thấy không ạ? Đó. Rất là giống với liền ngón cua bò luôn. Theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ pickup dán AD35. Đây là dây đi theo kèm với pickup dán này. Volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Pickup này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào pickup. Có 6 ly thì chúng ta gắm vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra. Rồi khi nào chúng ta chơi, chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ pickup AD35 chỉ với 300.000, đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc. Anh chị các bạn đặt ngay tại. Nếu mà anh em bị cái tình trạng nhịp như vậy nè, đây là một cái hiện tượng nhanh nhịp, không có lo gì hết. Có máy gõ nhịp mini thì chúng ta bấm mở lên nè. Chế độ là gõ một nhịp ở cái tempo là 65 nhịp đối với điệu bolero rumba. Kẹp ở đây hay có thể sử dụng cho đàn piano được luôn. Chạm lại nha. 1 2 3. Bốn mai đi trường ơi, em tôi còn học nữa, hay đã ra đi từ đâu nào? Mấy gõ nhịp M50 chỉ bằng ngón tay cái, nhưng nó có thể giúp anh chị và các bạn cái nhịp đều hơn, vững nhịp hơn, và tập cho cái nhịp mình chậm lại. Có khi mình đánh nhanh quá thì mình tập mỗi ngày một chút xíu. Cùng với mấy gõ nhịp này chỉ với 169.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đặt Zalo để mà đặt hàng. Cảm ơn chị và bạn rất nhiều. Dây đeo tiện lợi dành cho mọi đàn guitar thùng đứng để biểu diễn. Tháo tem.
nới lỏng theo ý thích, có thể dài đến 1m2, đeo vào thuận tiện. Cái móc này móc vào miệng đàn guitar thùng, đứng biểu diễn. Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu anh. Khi men say còn trong hơi thở, lại gần hôn anh. Thử với đàn lát xích cũng vậy, móc vào miệng lỗ đàn. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng, bị xe sông những ngày hè nhuộm đắm dưới bóng dừa là nơi sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Cho mọi loại đàn guitar thùng chỉ với 88.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Khi mua thì tặng kèm với một giáo trình guitar, đặt ngay tại Zalo ạ. Âm chặn ở ngang số 5 thôi để chúng ta tập cái lực nè, để hạ chuẩn nè, những bỏ này ra nè. Rồi xuống 5 nha, là thế là thứ. Rồi xuống đây nè, giống như tới si thứ, ngang 5 là rê thứ. Mình chỉ tập cái khuôn ở ngang 5 thôi, cũng ngang 5 luôn, không có di chuyển cái đâu khác, để mình đang quen mà. Giống như thế đồ trưởng nè, chặt bấm dây 2 nè, dây 4, dây 5 nè, ngón út vô dây số 3, ngang số 7. Đây là dây 7. Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa xứ nhà bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Em mới tập chơi chú ý, đầu tiên là chúng ta phải chỉnh dây đàn lại cho chuẩn cái đã, hay là chúng ta thay dây mới. Thì ráp dây vô xong rồi chúng ta cũng phải chỉnh dây đúng không ạ? Bằng cái app này miễn phí nè, Guitar Tuna. Ở xong chúng ta cứ lên dây từ từ, dây 6 đó, kêu chỉnh cái khóa nè, chỉnh mi nè, ở giữa là đúng. Tương tự các dây còn lại, trước khi chúng ta chơi hay là chúng ta thay dây đàn vô gì, chúng ta cứ chỉnh nhẹ nhẹ, đừng có sợ, đừng có lo gì hết đó, nó đều được hết. Rồi sau khi chỉnh 6 dây, chỉnh rất là nhanh luôn, tập đi nó quen à. Thay dây mới cũng vậy, cứ thoải mái mà chỉnh dây lại. Thêm nữa là anh em mới tập chơi á, thì chúng ta tập móc cái tay nè, móc cái tay phải nè. 6, 5, 4 là ngón cái, 3, 2, 1 là bằng này, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út. Đó thì tập móc tay nó dễ hơn là so với tập bích. Nếu đau tay quá thì anh em cứ dùng cabo kẹp lên ngang 1, nó sẽ bớt đau rất nhiều. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Lúc mà chúng ta vào điệp khúc, rồi lúc mà chúng ta hát cao trào á, hát cảm xúc á, tức là chúng ta quạt thì nó hát rất là sướng. Rồi xuống mạnh nè, điều dây xuống lên đập chát chát chát. Thì cái chát mình đá nhẹ 3 dây lên nè, bùng là mình đá nhẹ 3 dây trên, 3 dây bass, chát là đá nhẹ 3 dây chép. Xuống lên đập chát chát chát. Em ơi nhìn gió lên khơi, lòng có trong vời một người xa cuối trời. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phosphor nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phosphor để giúp chúng ta êm tay bấm nó lướt hơn. Nè, lớp phosphor này ha. Đó, chính hãng là size XL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì á, khi mà chúng ta size dây xịn hay là dây thường thì cứ khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn. Thực sự, và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này. Ok, và mua 2 bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bích và 2 cái bích đó. Rồi tặng thêm cái tay quay nữa, tay quay này để tháo cái chốt dây nữa nè. Rồi, tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền. Đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.